Hello, Hồng An chào mọi người. Hôm nay Hồng An 2 triệu lên sóng cái con quay pha 2.4. Trong xe này dạng là một con xe cọp nha anh em. Xe cọp nha anh em. Xe rất đẹp, zin nguyên bản nha anh em ơi. Dành cho anh em đam mê sưu tầm. Nói chung là xe này là ốc tán câm niệm bô còn 7 màu. Hôm nay giá nó hơi hơi chát nha anh em, giá hơi chát nha. Ốc tán còn màu nha anh em. Nó vàng bạc câm niệm nè. Còn mang dáng quay buổi chiều cho anh em xem. Ốc tán 7 màu. Nói chung xe này cặp vỏ thì chủ xe cũng đã thay rồi. Lâu quá anh em. Lát chuồng là còn đẹp luôn nha anh em. Lát chuồng còn luôn nha anh em. 2.4 cắm móc 7 màu anh em ơi. Thôi bị dẹp chỗ này màu trắng sáng luôn. Áo tem là không một vết chày nha anh em. Áo tem zin. Đẹp. Ốc tán 7 màu anh em ơi. Ở đó đó anh em. Con xe cọp. Bao tay zin nha, gù zin còn, bao tay zin theo xe nha anh em. Này 7.000 cây là không đúng nha anh em. Đồng hồ nó thời gian chắc chủ xe họ tháo đồng hồ ra hoặc họ bị đứt á, không phải 7.000 cây đâu. Kim đỏ ao à, xe này đi tầm khoảng 17.000 anh em. 17.000 nha anh em. 17.000 đó. Xe cọp. Đúng chất cho anh em đam mê luôn nha. Ô bô anh em. Đẹp. Áo tem theo xe. Màu đỏ này đẹp quá anh em. Yên à, yên zin theo xe nè. Còn hộp không à, hôm nay quay pha những cái xe đẹp anh em kiếm khó lắm anh em ơi. Hôm nay cũng dạng như mình đấu giá cũng mua cũng cao lắm. Xe là anh em lái đó, anh giá thành nó hơi cao nhưng mà mình lựa những con xe đẹp không anh em. Đừng không có dợp nha nè. Hơi dơ nha, hôm nay mới rửa nước. Đó cục còn đây nè. Chưa. Loại so với còn 7 màu nè. Anh chân anh em, thấy không? Quá anh em ơi. Xe 5 số rất đẹp nha, 8 3861. Còn 2.4 nha anh em. Yên nhiên theo xe luôn nha. Màu hết. Cùng xăng là không một vết vết chạy vết xước gì hết. Rồi đây sườn xám nha anh em. Sườn xám. Quay hướng này cho đẹp. Tối quá. Thank you.
em khỏi khỏi bàn, cực kỳ anh em ơi, máy cọp lắm. Hơi chiều tối rồi quay vậy thôi, thiếu ánh sáng anh em, đọc này phải hỗ trợ cái đèn ốc bàn ươm nè. Wow, tốt này còn màu luôn anh em ơi. Xe cọp nha anh em, tầm mười mấy ngàn cây thôi. Ô như cây kiếm à. À, nó có đát cuộn nè, đát gấp của nó nè, hai đến tư nha anh em đúng không? À, gấp rất đẹp, sườn đẹp dậy cui luôn anh em, từ dậy cui nè, có một mọt nè, cao su zin nha anh em, cái chấm sơn như còn những chấm sơn này nữa nè, cao su zin luôn, màu xanh lè, màu lính luôn, ồ đẹp quá anh em thấy không? Còn màu hết trơn anh em, ốc còn vàng ươm mà, cốt ngọn của nó đó. Quá anh em, trời ơi, quá anh em ơi. Đủ thắng là so gấp dưới anh em thấy không? Rất đẹp, trắng phiếu, ôi chống đứng anh em thấy không? Chưa có mòn luôn nè. À, những con xe cọp xe chức anh em nhìn nó sướng lắm. Vậy cui à? Quá đẹp, có lóc. Có dọp cho anh em. Trời ơi, thấy không? Nhiều mới luôn anh em. Còn vàng luôn, bảy màu luôn anh em. Trời ơi. Quá đẹp anh em. Xong. Quá anh em, lắp không có vết dợp chết chày hết trơn á. Cột đèn cày cũng vậy luôn nha anh em, xe vàng bạc câm đèn rất đẹp. Áo tem cọp quá anh em. À, ở trong hậu mang cũng chưa rửa nha, để nguyên vậy nha anh em. Quá đẹp, tinh phấn luôn. Con xe chất lượng đó anh em thấy không? Đã không? Hợp lý cho anh em chơi ha, con này rất đẹp. Rồi không ai nổ máy nha, kim đỏ ao, kim đỏ lắm anh em. Dòng máy này anh em cũng biết rồi nha, cái tiếng của nó, cái dòng máy này nó hơi bị xè chút xíu nha. Là đặc trưng của cái dòng máy là chữ ngang 2.4 nhưng mà anh em chạy nó là em ru nha. Đó. Chạy em ru và cực kỳ bốc luôn nha anh em. Còn cái tiếng máy là tiếng máy nguyên bản của chiếc xe dòng 2.4 là nó như vậy nha anh em. Dòng 2.4 với dòng ZX á, cái cục máy nó y chang nha thôi, nó xè ngay cái bên bánh lồng á anh em. Đó. Xè đó, anh em nghe kỹ đi. Đó. Chứ nó chẳng có gì hết nha anh em. Xè đó anh em, có thay cái đầu thay đi, thay sinh cam, bánh lồng, bánh tăng, thay đã, nó cũng vậy nha anh em. Thì cái nguyên lý máy là nó như vậy nha anh em. Anh em thay là tốn tiền tốn bạc thôi, mà lại mất zin nữa nha anh em. Thì cái chiếc xe nguyên bản là nó là như vậy rồi ha. Khi anh em không biết mình đem đi sửa cho thợ họ làm
làm tới làm lui nó rút cuộc nó cũng như vậy nha anh em, chẳng hết mà nó nhiều khi nó còn bị nặng nặng hơn nữa anh em ơi, thấy không, sửa không hết mà nó còn bị nặng nặng hơn nữa đó. Thì cái nguyên bản cục máy là nó như vậy rồi, nguyên bản của chiếc xe dòng 2.4, 2.5, dòng ZX cũng vậy luôn nha, ZX với dòng Super đó, đó. Super Rim á, đời 2.4, 2.5 mấy trang vậy thôi. Ôi, đang thấy cổ bô đã nè, đáng trắng phấn luôn, đẹp quá trời đẹp anh em ơi. Coi đang bung mà cái từng gác chân này thấy không, nước sơn còn đang chạy cui à, chống đứng cũng vậy anh em, đứng nè, không có mòn gì trơn nè, chưa có kéo tới kéo lui đâu anh em, họ máy nó nguyên bản vậy đó, đẹp quá anh em ơi. Rồi ok vậy thôi, thấy không, xe nó chỉ có vậy thôi anh em, quá đẹp, nguyên bản luôn, xe này chưa chỉnh sấp bắp luôn nha anh em, sấp bắp còn gì luôn đó, chưa có chỉnh còi gì hết nha anh em, dơ anh em chưa có về rửa đẹp lắm, xe thành phố mà anh em biết rồi, rất đẹp quá anh em ơi. Rồi ok, anh em nào có tín đồ đam mê thì gọi cho Hồng An ha, cái giá chuẩn nha anh em, sưu tầm quá đẹp, nổ không nghe tiếng máy đâu, bên phải nổ không nghe tiếng luôn đó anh em, bên trái đầy đủ đúng không, cốt pha đầy đủ nha anh em. Đèn đã quá, càng zin luôn nha anh em. Rồi con này 29 triệu qua hồ sơ cho anh em chơi nha, con xe đẹp, xe chất lượng, chia sẻ cho anh em vì xe hôm nay nhiều lắm anh em ơi, xe về nhiều, các dòng neo, các dòng đủ thứ loại, và em trai ở đâu xuống là định sang chiếc Solid của xe máy Hồng An nè đó, những em trai mà trên cái kênh mua bán thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, ở các quận huyện đều nhiều khi những cái xe họ đều xuống sang lại của xe máy Hồng An mua về kiếm tí lộc, nói chung anh em mua bán thì có qua có lại đó. Vì những dòng xe đẹp đúng thể loại thì Hồng An mua lại của những đứa em, và những chiếc xe mà không đúng thể loại Hồng An chia sẻ cho anh em về kiếm tí lộc, anh em cùng hỗ trợ, cùng phát triển bền vững đó. Rồi ok vậy nha, và đây là số điện thoại của xe máy Hồng An 0368888383 và 0907975 nha, bye bye.